Chào mừng các bạn đang theo dõi FPT Shop Channel. Ngày hôm nay thì Thư sẽ mang đến cho các bạn một cái thiết bị mới. Đây là cái vòng đeo tay thông minh được thiết kế bởi Oppo. Và sắp tới thì cái vòng đeo tay thông minh này nó sẽ được tặng kèm khi mà các bạn mua một cái sản phẩm cũng đặc biệt không kém của do hãng Oppo sản xuất luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là đó sẽ là sản phẩm gì nhé. Rất may là ngày hôm nay mình đã mượn được cái vòng đeo tay thông minh này để review cho các bạn xem. Bên trong chiếc hộp màu đen sang trọng này chính là chiếc vòng đeo tay thông minh do Oppo thiết kế. Đây, thoạt nhìn ấn tượng đầu tiên của mình thì nó rất là giống với lại những cái thiết bị đeo tay thông minh khác hiện đang có trên thị trường rồi. Mình sẽ để sang một bên để xem bên trong hộp nó còn cái gì khác nữa. Cái này là cái dây sạc. Và trong đây nó còn có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Trên cái giấy hướng dẫn sử dụng này thì nó đã ghi rất là rõ những cái tính năng nổi bật của cái vòng đeo tay thông minh này. Đầu tiên đó chính là đo huyết áp. Thì mình thấy là những cái thiết bị đeo tay thông minh khác á thì nó không có được cái tính năng đo huyết áp này. Thì xem ra đây là một cái tính năng rất là đáng khen ở trên cái vòng đeo tay thông minh của Oppo. Kế tiếp là có thể đo nhịp tim nè, cảm ứng nè, đo được bước đi, khoảng cách, năng lượng calorie tiêu thụ, hiển thị thông báo, tin nhắn, cuộc gọi, quản lý giấc ngủ, chống mất cấp, điều khiển cũng như thống kê những mục tiêu mình đạt được và báo thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính. Đây là chiếc vòng đeo tay thông minh của Oppo. Đầu tiên nói về cái chất liệu thì cái phần dây của nó được làm bằng cao su. Nó rất là mềm và nó dẻo nữa, có thể uốn dẻo được như thế này nè. Nên là các bạn đeo vào tay nó rất là mềm mại và nó không có bị cấn hay là gì cả. Còn bên trong này thì nó là một cái lõi riêng được làm bằng nhựa. Mình sẽ gỡ cái lõi này ra cho các bạn xem. Đây. Đây là cái lõi bên trong của nó thì được làm bằng nhựa. Ở phía trên đó là một cái màn hình OLED để hiển thị giờ, rồi một số những cái thông tin khác nữa. Còn bên dưới đây nó là một cái phím cảm ứng để chúng ta điều khiển. Và bên đây là dưới đây là một cái cảm biến để đo nhịp tim. Còn cái này là cái chấu để chúng ta sạc kết nối với lại cái cục sạc hồi nãy. Cái này. Vậy cái đồng hồ đeo tay thông minh này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta những gì? Thì tương tự như trong là cái sách hướng dẫn hồi nãy mình đã có liệt kê ra. Thì đây khi mà các bạn chạm vào cái phím cảm ứng bên dưới, đầu tiên nó sẽ hiện lên cho các bạn là dung lượng pin nè. Đây nó hiện lên hiện tại là còn 3 cục pin. Đó, kết nối Bluetooth để các bạn kết nối lại cái smartphone của mình. Thứ hai là hiện ngày giờ thứ năm, hay là thứ năm ngày 24 tháng 11. Tiếp theo các bạn chạm một lần nữa, nó sẽ đếm cái bước chân của bạn, hiện tại là 530 nè. Tiếp nữa là cái năng lượng calo đốt cháy là 19, khoảng cách là 393m. Rồi, đây là quản lý cái giấc ngủ hoặc là đo nhịp tim. Cái này thì dĩ nhiên các bạn đeo lên tay thì nó sẽ đo nhịp tim cho các bạn. Và tiếp theo đó chính là đo huyết áp. Đây cũng là một tính năng rất là nổi trội ở trên cái vòng đeo tay thông minh này. Ngoài ra thì nó còn có thể nhận được những cái thông báo về cuộc gọi cũng như là tin nhắn hoặc là từ Facebook để báo cho các bạn, nó sẽ rung lên, rung khá là mạnh để thông báo cho các bạn biết. Rồi, ở đây thì để sử dụng thì nó sẽ tương thích với lại những cái thiết bị mà chạy Android 4.4 hoặc là iOS 8.0 trở lên. Thì để sử dụng nó rất là đơn giản thôi, hiện tại mình đang có cái chiếc Oppo F1S. Đây, các bạn chỉ cần vào App Store, các bạn tải cái ứng dụng Hotband như thế này. Thì nó sẽ hiện ra để các bạn nhập cái tài khoản của mình vào và chúng ta có thể điều khiển cái vòng đeo tay thông minh này. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là cái thiết bị vòng đeo tay thông minh này nó sẽ được tặng kèm khi mà các bạn mua một cái sản phẩm đặc biệt mà sắp tới Oppo cũng sẽ tung ra thị trường Việt Nam, nên chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong video review về cái chiếc vòng hồ đeo tay đặc biệt này của hãng Oppo. Hy vọng rằng đây sẽ là một video hữu ích đối với các bạn. Các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất trong thời gian tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.